con Nguyên mất tích rồi. Nhận tin gọi điện sáng chưa không xin chi hết. Đang đi chơi tự nhiên chị nghe điện thoại của ai ấy xong đi luôn. Chị cứ tưởng mình không bao giờ gặp lại nhau nữa chứ. Chị nè, thằng Bách nó ra tù rồi đó. Alo Miss Kim nghe. Mày coi chừng đó. Quên quên. Chị là Miss Kim. Mắc gì phải sợ một thằng cóc ké mới vừa ra tù hả? Chị sắp cưới rồi, mà chị không muốn cho chồng chị biết về chuyện hồi xưa của chị. Nó muốn chị lên biệt thự. Nghĩ sao mà chị dám lên đó chứ? Đừng có lo mà, em sẽ lên đó với chị. Sao Quyên nói với anh là đi chơi với tụi em? Hẳn nổi đi gặp con Yên, con Lạnh chị bên ba má đám trưng mà. Yên hả? Ở công ty chị không có ai tên Yên hết. Người giết ta đi, bỏ cái quá khứ dơ bẩn của mày đi.